mọi người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Trời ơi, đồ ít quá để đầy ngoài sao chết luôn vậy đó. Chắc là cái nóc luôn á. Hello, xin chào quý vị. Rồi, bắt đầu khởi hành nha. Bây giờ mình đi rước một nhân vật rất là đặc biệt. Ủa, Linh ngồi với ai vậy? Hiếu giờ lại gì của Linh, nãy Linh nói đó. Hiếu là mommy hả? Có cái dài cho Linh vừa thành mommy hả? Người muốn nó má Hiếu luôn đi. Hello. Ủa chị cưng đâu? Bé Diễm đâu? Rồi, xin mời. Bây giờ nhí nhảnh nè. Đừng đi ra ngoài đường mừng quá. Bỏ lên. Cô Diễm hả? Nhớ cô Diễm không? Gần có 4 năm rồi ha. Dễ sợ thiệt đó chứ con. Mẹ đóng con. Con ngủ quá thôi. Cười đi Linh, cười. Cười cái gì? Không để cái kiến xuống hả Linh? Bỏ kiến xuống Linh. À trời ơi, fancy quá, đeo lên chớ đẹp coi. Thế là Linh càng lớn càng xinh ha. Mặt kính này của ông, này của ngoại mua. Ngoại mua cho con á. Sweet. Ông ngoại mua cho con hả? Đi shopping nữa mà thấy ngoại đang get like trả tiền lửa 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 chạy lại đưa. Ông ngoại trả này giùm con. Ghê gớm lắm. Ơi có mấy người mà cái này là đồ ăn không nè. Ăn dậu luôn đó. Welcome to Las Vegas. À, chúng mình đã tới chúng mình tới phòng rồi. Đây, hey, ở đây nó có siêu lại nè. Đó. Wow. Lột tem em nha, lột tem nha. Hello, xin kính chào quý vị. Hiện tại Lộc với lại Loan gia đình đã đến đây Las Vegas rồi nè. À, chào quý vị coi đường phố ở ngoài nha. Đi. Cái tầng này là nhìn được cái view đẹp ha. À, có view hồ bơi là đẹp. Ừ, có view hồ bơi là thấy đẹp rồi. Đây là cái phòng master. Bồn tắm ra ngoài nha. Đây là một cái bếp nhỏ nhỏ.
Đây là phòng khách, living room. Casino nó là Ilara, nhưng mà nó liên vô cái Planet Hollywood. Mình đi bộ qua được. Mình đi xuống dưới là đi cái khu shop bên mall rồi đi thẳng qua cái Planet Hollywood Casino luôn. Mà mình ở gì nó khỏe. Chỗ, trung tâm tiếng Nga thường hay tổ chức những cái chương trình show trực tiếp quay hình đó. Ở gì khỏe hơn? Đi không sợ chung đụng với lại casino. Với lại không hút thuốc. Không hút thuốc, đúng rồi. Xuống casino thì ta hút thuốc dữ. Trời ơi, lấy trứng hay bận người đẹp quá. Sao cái áo này giống áo của mẹ vậy? Con có lấy áo mẹ con mặc không nhỉ? Bữa đi shopping nó lấy trứng lửa đó. Ngày xong mà tối ngày hôm qua là tự lựa đồ bận lên cho ông bà chủ tướng coi. Vậy hả? King sofa bed luôn á. Giường giường ngủ bự luôn á hả? Kéo luôn á. Đây có theater nha. Cái phòng chiếu phim luôn. Projector. Buổi tối là mình mở cái màn nó xuống, mình kéo màn nó xuống là mình coi nguyên cái màn ảnh rộng ngoài đó luôn. Màn ảnh nó chắc cỡ khoảng 250-300 inch. Bếp này thì có microwave, cái lò nướng, cái lò bếp, cái cà phê, lò nướng, bánh mì, cái đồ rửa chén, tủ lạnh. Đây là trong phòng tắm. Phòng tắm thì nó cũng có TV để mình coi tin tức. Dưới phòng tắm thì nó có cái đồ máy giặt, máy sấy. Phòng này là phòng restroom đi bu bu. Restroom. Kế bên là phòng tắm. Kế bên phòng tắm là một cái bồn nước, bồn tắm, bathtub, lộ thiên, bathtub lộ thiên. Đây là một cái bathtub lộ thiên. Tắm ở đây đó, không cần che màn. Bên đây nghe người bên đây nên nhìn thấy hết. Đây bà con, đang trời nóng quá, đang xuống tắm này. Wow, chân dài quá. Wow, dẻo quá vậy, Linh dẻo quá vậy. Hello tỷ tỷ. Có cái hồ bơi nè. Đây.
nhưng mà đông nó lên mấy đâu cũng được. Thì cô Diễm đang tắm hay là gì? Ngủ đâu có. Chờ hả? Để không có Diễm coi. Đây. Cái phòng này rồi. Đó, cô bé nè. Đây là em của cô Diễm đó. Rất là dễ thương. Hey, trời ơi. Đâu yên ương à? Đâu yên ương đó. Đâu yên ương. Mày đây đó, mày đây nằm vậy đó. Đâu yên ương. Đàn ông mà sao màu tím. Ở phòng dễ thương không? Bên phòng bên đây thì có cái bếp nhỏ, tủ lạnh, cái microwave. Mình đâu được ở chung. Rồi sau khi đã check in thì tụi em chuẩn bị đi ăn đồ. Xưa là nổi tiếng là buffet mà seafood nè. No more. Bây giờ chưa có cho buffet mở đâu. Mày chắc dẹp luôn quá cô Diễm ơi. Buffet chắc dẹp luôn. Nhiều người chỉ đến đây là vì ăn buffet thôi đó nha. Đúng rồi. Không có đánh bài mà chỉ là ăn buffet. Cảm ơn. Để ăn không? Không có nước ớt. Thái Lan dân nó hiền lắm. Tụi em đã tới trung tâm của Chinatown Las Vegas. Nhưng mà nó có những cái tiệm Thái Lan ở đây. Và xa xa kia nó có một cái tiệm phở. Phở Little Sài Gòn. Đây là tiệm Thái nè. Thank you. Đã lọc hồi nãy giờ rồi. Ủa rồi mình lọc chưa lọc mọi yeah. Đây cái này là basil đúng không? Basil. Đây là gà gà chiên. Thịt quay. Cái này là phở Thái nè. Ăn một lần nhớ mãi. Này ngon lắm. Ngon lắm hả? Ngon. À. Còn cái này là phở bát gà. Cái xúc là mọi người chán xúc rồi.
sau 15 phút nha, sau 15 phút quý vị coi nha. Sau 15 phút thôi. Đừng bua xa lên ăn quá. Một đoạn đường dài mà. Má rồi, giờ đi chơi. Yêu cầu có một người quý vị. Ê, Trần Nhật Phong và nghệ sĩ Bảo Quốc. U gì Bảo Quốc, đừng nói bậy nha. U Tú mà. U đầu. Ca sĩ nè, karaoke nổi tiếng bây giờ. Biết rồi. Ủa sao chú Nguyễn chó nó mê gì quá vậy chú Nguyễn? Nghĩ lại đây quay nè. Biết rồi con. Cô Nguyễn nay bệnh, cô Nguyễn ốm quá lo ơi. Nè lo nhìn cô Nguyễn coi. Ông lẽ nói là ông đi mượn danh nó, đâu phải. Ông có tên đi trước nó. Hồi xưa là diễn ở đây vòng vòng mình gọi ông đi quay lên cơ mà. Diễn chơi với cục Hương đó. Diễn mà phải nói rằng Quỳ Linh nó không lên nổi. Ông hát cái kiểu mà nhìn sao lên nổi. Kỳ quá à. Đó cái kiểu đâu kỳ. Kỳ. Hát dở nó khác mà cái hát kỳ. Kỳ không được. Ông hát con nghe ông cất giọng không, con muốn chết rồi. Vậy là ông thêm chút cục rồi sao nữa. Ông nhưng cũng ok biết hát không. Hát cục con kỳ. Tại vì lúc đó anh Sáu không hiểu, ở bên đây cái sân cổ nhạc mình ít người lắm. Đúng rồi. Có được một người mình mừng một người. Tại sao mà phà ca của tao lai. Lúc mà cô Ly chưa qua á, sân cổ nhạc nó ít lắm. Con nói về mình nói tao quân sĩ nhỏ xíu. Gặp mấy người này á, sân cổ nhạc suốt ngày đi hát cái nhạc kiếm tiền không à. Cho nên cái sân cổ nhạc ít lắm anh Sáu hiểu không. Chứ có được người nào gom về. Chú Ngọc Lu cũng lai, vàng bao lai hết. Thị Lính là con đầu trắng hết cánh lai luôn. Quỳnh Long Giang là tiếng âm giọng nội của giọng nội của chị nữ. Là cũng hát cổ nhạc. Dung Nhan hả? Dung Nhan của chị. Chí Tâm rồi đó sao? Lúc qua chị Tâm mình phát là chim ba. Là chim ba. Là chim trong lo nó coi. Chị Tâm biển ấm hơn phải không? Nè má biển ấm quá. Yên hậu vậy đó. Yên hậu thì con với Hiếu phải nấu đồ ăn. Bồi dưỡng cho má Nguyễn nha. Má chú hậu má. Má Nguyễn mới ở bệnh viện về. Mang kiến tím rồi kìa. Còn cô Phượng Mai sẽ ok không ốm. Còn đây là Quỳnh. Quỳnh cũng tròn tròn muốn miệng. Còn da thì mũm mỉm tròn tròn, hai cái dịch này ai cũng nhiều phong mà tròn tròn mỉm mỉm, tròn tròn mỉm mỉm, quá tròn luôn, còn đây mỉm mỉm tròn tròn, em cũng vậy rồi nha, em cũng vậy rồi. Nói chung tất cả là mỉm mỉm tròn tròn. Ủa nhân vật quay, không được vậy à? Con đây cũng tròn tròn mỉm mỉm, mỉm mỉm tròn tròn. Chị Nguyễn là bệnh nha, trong phải ốm ngán nè. Đâu đó là coi ba ốm bệnh trong phải ốm ngán. Ôi vậy tôi tưởng ốm ngán. Trung Quốc còn phong độ đẹp trai lắm, đẹp hơn Phong nhiều. Tôi ganh tị với anh. Chỗ khác ngồi. Tôi ganh tị với anh à. Lâu lắm rồi, 4 tháng nghe đời mới là tụ tập nhau lại vui quá. Mới hợp mặt đột xuất thôi mà thôi nè. Một bàn ăn quá trời đồ ăn. Mai là dịch toàn là cao lương mỹ vị xong à. Tôm hùm rồi nè. Gà quay nè. À, chả ốc nè. Gỏi gỏi nè. Rồi gỏi cái bạc quế rồi.
Đây con phía hả? Chị mà con. Đây con phía đây. Nhà chú ngày xưa phát hiện hả? Đúng rồi. Nhà con quá. Lester. Lester. Nhớ hồi xưa chiều đi học về. Ăn hết trơn rồi đó mà còn vậy á. Nhà chú bảo quá ngon. À, cả nhà Lộc đang ở Planet Hollywood. Ở trong này là ở trong trong nhà nhưng mà nó thiết kế giống như là ngoài đường vậy đó. Nhìn cũng có bầu trời giả. Ở đó đây đó nó có một cái hồ nước mưa nhân tạo mỗi nửa tiếng hay hàng tiếng gì đó. Mưa tình ra trời nó sẽ rớt xuống. Mọi người đứng ở đây thôi. Đứng đây coi. Bây giờ chắc họ không có làm nữa. À, mỗi tiếng. Thì thứ hai, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì mỗi nửa tiếng. Hồi đó đây là họ ngồi đánh máy vòng vòng vậy nè. Nhiều lắm em. Mà bây giờ là họ dẹp rồi, không làm nữa. Ở đây á, đủ thứ tiếng á. Có tiếng Việt nữa kìa. Tiếng gốc đó đó. Tiếng Việt cái chữ tình đó, tình đó thấy không? Lớp á là tình. Giờ đi lớp tư gác là vậy thôi. Ai cũng đeo mặt nạ hết, còn ninja hết, không có thấy coi như là không có thấy mặt được, không có thấy mặt ai nữa, thấy cái dáng thôi. Ở đây tự order luôn, mỗi người một cái iPad rồi tự order theo cái rượu của mình sao thì tự động vô cái máy nó sẽ làm cho mình. Tới Paris rồi. Tới Paris rồi. Tới là biết rồi. Tới Pháp Paris rồi. Nên nói là American thôi. Sương mù phun sương để cho khách hàng mát. Rồi nành lại đây nành đi. Có lông mày rồi. Có lông mày đó. Dễ gần chết luôn vậy đó.
Kiếp like hả? Kiếp like để cho hỏi coi mày mày trời kia có chỗ không? Muốn ngồi ngoài trời. Ờ ok. Hát này nó không bảo đảm. Họ quên bỏ cái filter rồi. Xin gửi chú. Thấy chưa? Giỏi quá. Dễ gì Linh? Wow, mẹ coi Linh dễ kìa. Em nãy giờ dễ. Ba bà coi dữ lắm, họ kêu ba đi trà đá. Vô, đủ trắng đi. Rồi, xin mời quý vị. Đi tổng bao. Rồi, cheers, cheers. Vô cái chính. Vậy là nước thì có. Mặc cái đầu lên tới đây luôn. Đi chung với dài kia. À, cái chai rượu này là tên của cái tiệm này luôn nha quý vị. Mon Ami Gabi. Mon Ami Gabi. Tên của cái tiệm luôn, rượu của cái tiệm này luôn. Thông thường đó là ở đây á, cái nhạc nước này nè là một tiếng đồng hồ phải không? Thì nó mới một tiếng đồng hồ thì nó một lần. Mà bây giờ nó cứ 15 phút là nó bắn một lần rồi. Nó thấy mình ngồi ở đây nè, nó mừng quá, nó ăn mừng. Hôm nay tại đặc biệt có nữ ca sĩ Diễm Liên nữa đó. Cái người mà che mặt đó là nữ ca sĩ Diễm Liên đó. Em gái út của ca sĩ Diễm Liên. Đây là em gái út của ca sĩ Diễm Liên. Giống quá. Đây là Diễm Liên. Còn cái kia là Diễm Liên. Đây là Diễm Liên. Đây quý vị, đây là đường phố của Las Vegas. This is a carrot. Bánh mì. Thấy là sần quá hả? Vui lắm. Hồi nãy á, thấy người ta đeo mask dữ lắm nha. Coi như là đeo mask kỹ lưỡng lắm. Đi chơi, đi về á, xỉn á, nằm dưới đây nè. Không, qua luôn mũi mình nằm dưới đây luôn nè. Kìa, nó dưới anh có người kìa. Rồi đó kìa. Lên. Bánh mì mới nướng luôn. Bánh mì Pháp này lên. Bánh hỏi luôn á lên. Wow, bánh mì Pháp. Wow. Bây giờ mấy tháng mới chậm. Lúc bà đưa mặt dừa mới mấy tháng sao mới chậm. Bà biết sao rồi ha. Bánh mì giống bánh mì Việt Nam á, bánh mì Pháp á. Việt Nam mình làm bánh mì Pháp không? Good Linh. Onion soup. Yeah.
Sure. Vinegar tasty. Đây là quang cảnh ở ngoài đường. Giống ở Paris không quý vị? Giống ở Pháp không? Bên kia là Palazzo. Nhạc nước bên Palazzo đó. Wow, đẹp quá. Thương mến thương share nhau phải không? Rồi và hôm nay thì giới thiệu với quý vị luôn bật mí quý vị, đây người ngồi kế bên là người yêu của Hiếu đó mọi người, người yêu trong mộng thôi. Wow, Linh giỏi về tự cắt luôn á hả? Wow. Mọi người nha, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và có những bữa ăn cơm thật ấm áp cùng gia đình. Dạ, con chào mọi người. Bye. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Làm vậy rồi mình mới giữ thể diện cho mình. Ok, chắc con già thì bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi, đâu chú. Cái bên chủ cũ.